Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở phía trước cổng khu du lịch Bửu Long. Đây quý vị, khu du lịch Bửu Long từ năm ngoái khi mà bắt đầu dịch bùng phát á, là khu du lịch Bửu Long người ta đóng cửa, không có tiếp khách nữa. Thì cho đến mùng 1 Tết năm nay người ta mới mở cửa lại quý vị. Và mọi năm thì Phú hay quay trước Tết cho quý vị xem lắm, để biết được là bên trong khu du lịch Bửu Long là bên trong có cái gì vui không. Nhưng mà năm nay thì Phú không có đi sớm quay quý vị xem được. Hôm nay là 16 quý vị ha, 16 tháng 2 năm 2022. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng rồi. Thì Phú mới đến đây để quay quý vị xem. Thì bây giờ Phú sẽ đi vào mua vé nha quý vị. Đó là người ta mở cửa lại từ hôm mùng 1 Tết. Đây phía trước có bán nước nồi đủ thứ. Thì khu lịch Bửu Long trong một tuần người ta sẽ nghỉ vào ngày thứ ba để người ta bảo dưỡng nha quý vị. Đây người ta có cái bảng thông báo đây này. Đấy, để đảm bảo công tác bảo trì bảo dưỡng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng cửa ngày thứ ba hàng tuần. Chúng ta vào đây để mua vé nha quý vị. Đây thì vào đây mua vé đây. Vé chọn gói vào cổng tham quan 40 hạng mục. Vé vào cổng người lớn 100.000. Trẻ em cao từ 1m đến 1m4 50.000. Ở đây có cái thước đo này. Rồi, và mua vé quý vị ơi. Lấy một vé nha chị. Ok quý vị, Phú vừa mới mua cái vé xong này. Đây, khu lịch Bửu Long, vé tham quan người lớn. Đây là vé người lớn. Rồi chúng ta đi vô nhá. Đi qua bên này thì đằng trước này Phú thấy là người ta cũng làm những cái bồn hoa trang trí Tết này, nhưng mà từ hôm Tết nhờ thì héo queo hết rồi. Đó, hoa màu gà coi như là gục đầu rồi này, gà bị gãy cổ rồi. Gà gãy cổ, chắc bị cắt tiết nên gãy cổ rồi. Rồi chúng ta đi vào cổng nha các bạn, xem năm nay khu du lịch Bửu Long có gì hay không. Lối vào đây cô ơi, đi vô này hả cô? Wow, đi vô. Rồi đi vô cổng. Ở đây hôm nay không thấy mở nước gì ta. À, chút nó mới mở. Gần 9 giờ rồi vẫn chưa mở nước. Đây con rồng đây. Hoa hôm nay là rục hết rồi. Hôm nay là hoa là nát bét hết rồi. Đây là cái đường chính ta đi vô nha quý vị. À, đường chính đi vô. Nắng quá quý vị ơi, nắng quá, cái phim nó hơi đen nha. Nói chung là từ hôm mùng 1 giờ là hôm nay là hoa là banh chành hết rồi. Ngày thường thì khu lịch Bửu Long chả có gì đâu quý vị. Vắng vẻ lắm. Đa số là các cặp đôi hoặc là người ta đi chụp hình dã ngoại ấy. Người ta vào đây người ta lấy cái cảnh thiên nhiên để chụp cho đẹp. Chứ còn cũng chả có gì. Hai bên là hai cái đường đi thế này, treo những cái giỏ hoa cũng khá là đẹp. Nhưng mà hoa thì cũng héo queo hết rồi. Đây là cái hồ phun nước. Đấy, trong này là Phú thấy xa xa là các bác chụp hình dịch vụ là đang đứng đây rất là nhiều rồi.
Đây chúng ta đi vào bên phía bên này là khu vui chơi, trò chơi trẻ em, người lớn chơi cũng được luôn. Thì cái vé 100.000 này là quý vị vô đây là quý vị chơi tất cả các trò chơi luôn nhá. Phú vào đây phú quay quý vị xem thôi, cho nên là cũng không có chơi làm gì hết á. Đây, giờ phú đi vô tiếp. Đó, các cặp đôi đang chụp hình, có các bác chụp hình dịch vụ ở đây. Chắc vô chút nữa đừng cho mặt lọt nắng thôi nè. Khá là đẹp ha. Đấy, người ta đang tưới hoa, chăm hoa, các bác chụp ảnh dịch vụ. Ồ, phun nước lên nè. À, cái khu chỗ này gọi là cái khu cổ La Thành thì phải. À, ta đang phun nước lên nè. Cổ La Thành. À, thấy không? Cổ La Thành. Đi thẳng xuống đằng sau luôn là đi vào nhà băng, nhà tuyết gì đó. Đấy, người ta dựng lên những cái khung cảnh như thế này. Vào đây chụp ảnh dã ngoại, nói chung cũng khá là ok. Các cặp đôi thường thường dẫn nhau vào đây chụp hình ngoại cảnh, hoặc là chụp ảnh ngoại cảnh đám cưới quý vị, chụp album đám cưới. Rồi, tôi sẽ đi theo con đường này, đi qua các khu vực ở bên kia. Đấy, trại này. Đằng sau này thì có những cái sân khấu rất là lớn để tổ chức sự kiện ở dưới đây. Ngày thường thì trong này khá là vắng quý vị. Đấy, quảng cáo thiên đường tuyết này. Khuyến mãi đặc biệt mua 3 vé tặng 1 vé. Đấy, đây người ta có trang trí những cái như thế này này, bông tết. Đấy, giỏ hoa, lặng hoa. Xe bò, xe kéo. Đó. Khu này có làm hai cái bức giống như nhà tranh ở đây này. Đấy. Cho mọi người vào đây đi tham quan thì có thể là chụp hình ở những cái bức này cũng khá là hay. Đấy. Bên phía bên này là đi lên cái chỗ bức tượng ba ông Phúc Lục Thọ. Hoa héo hết rồi. Từ hôm Tết đến giờ hoa héo hết rồi. Dạ đúng rồi. Đây quý vị, cái đường này là cái đường mà người ta treo những cái giỏ hoa lên rất là đẹp. Đó, hôm Tết á, giờ là héo queo hết rồi. Thì thường thường vào cái dịp Tết á, khi mà đi vào cái con đường này, người ta trang trí đẹp lắm. Hoa nó nở tươi đẹp. Giờ đâu còn chịu nổi nữa, từ hôm Tết giờ. Đó rồi cái đường nhà lồng kia cũng không có trang trí gì hết luôn. Còn ở đây, đó, người ta làm cái con đường này. Đó, những cái đèn lồng cái này cũng rất là đẹp. Có năm thì người ta treo những cái cây dù đủ màu sắc hết. Năm nay thì người ta treo cái này. Cũng hay hay. Nếu mà tính ra là từ dịch năm ngoái luôn đó quý vị. Coi như là vừa hết Tết năm ngoái là người ta đóng cửa, người ta không có đón khách nữa. Cho đến Tết năm nay luôn á, coi như nghỉ nguyên một năm luôn quý vị. Khá là chua. Khu lịch mà đóng cửa nguyên một năm là khá là chua rồi. Đấy, quý vị thấy là ở đây này, cái giỏ hoa nè. À, giỏ hoa cúc, người ta trang trí Tết. À, thì khi mà đi vào cái đường này là chúng ta sẽ thấy rực màu hoa vàng của hoa cúc. Còn ở trên này thì những cái đèn lồng thế này. À, nói chung là khá là đẹp ha. Bên này thì nguyên cái vườn cây si để mọi người có thể vào đây ngồi chơi. Bên phía bên này là nhà hàng Du Long.
Đó. Đi qua bên này là chúng ta sẽ đi xuống khu vực hồ cá. Đây, tôi sẽ đi vòng vòng này cho quý vị coi. Trong Bù Long này thì rộng lắm quý vị ơi. Thực ra thì nếu mà đi quay như này ấy, thường thường Phú đi vào trong này mà đi thì mất ít nhất phải gần 1 tiếng đồng hồ mới xong. Đây là cái chùa. Chùa ở trong Bù Long này. Thì ở trong đây Phú đã đi quay rất là nhiều lần rồi. Cho nên là hôm nay Phú chỉ đi những cái khu vực chính thôi. Là những cái nơi mà có phong cảnh đẹp quay cho vị xem. Còn những cái nơi mà râu ria Phú không có đến nữa. Bởi vì nó rộng lắm. Đây, ở đây là một cái con đường người ta làm những cái cổng hình trái tim thế này này. Tết nở hoa đẹp lắm. Cái hoa này là cái hoa gì nhìn đẹp quá ha chú ha? Cây nè. Cây móng bò. Cái gì chú? Cây móng bò. Cây móng bò. Dạ. Ồ. Cho thấy cây hoa này ở trong mấy công viên cũng trồng nhiều lắm nè. Hoa đẹp quá trời. Hoa màu tím đẹp. Rất là đẹp luôn nè. Dạ. Ồ, quá xa đẹp luôn. Đây quý vị ơi, người ta làm những cái cổng hoa hình trái tim này. Đó này, hôm Tết nó nở hoa đẹp lắm. Giờ là hoa tàn rồi, còn ít hoa thôi. Cái đường này là cái đường đi xuống dưới bến du thuyền. Đấy, mọi người xuống dưới này rồi mua vé đi du thuyền vòng vòng ở hồ Long Ẩn. Đấy, bên này là nhìn xuống cái hồ đá nè. Cái hồ đá này đây nó cũng giống kiểu núi Châu Thới các vị. Người ta khai thác đá nhiều á, nó thành cái hồ thôi. Đấy, những cái những cái cầu, cái cổng hoa này coi như là gỡ hoa xuống luôn rồi. Ngày thường nếu mà quý vị đi vào đây là thật sự quý vị luôn, không một bóng người, vắng hoe. Từ nãy giờ Phú đi vào đây quý vị thấy cũng đâu có ai đâu, ít lắm. Cho nên là các bác mà chụp hình dịch vụ mà nằm vùng ở đây thì cũng hiu hắt lắm quý vị. Đó. Ở đây thì nó rất là gần chùa Bù Long, cho nên người ta mở nhạc thiền quá trời luôn. Đấy, thấy không? Vắng lắm, đâu có ai đâu. Đây là khu canteen. Này chỉ thấy cái nhân viên người ta dọn dẹp vệ sinh trong này. Không thấy ai vô đi chơi cả, chắc có mình Phú vào đây. Đi mình sợ ma. Đấy, bên kia là khu nhà nghỉ dưỡng vậy ha, nhà nghỉ dưỡng khách sạn của khu lịch Bù Long. À, quý vị có nhu cầu mà ở lại đêm đấy, có thể lên đó thuê phòng. Đấy, vườn hoa này, vườn hoa hoa bành trành hết luôn à. Đó, ở dưới đây là có một cái hồ. Đi qua đây quý vị nha. Đấy, người ta làm những cái khung hoa hình cái con chuồn chuồn này. Rồi người ta để hoa vào đây, nhưng mà giờ hoa hư hết rồi. Đấy, tạo ra những cái khung cảnh như vậy để cho người ta vào ta chụp hình cho đẹp vậy thôi. Hết Tết rồi không có hoa, nhìn nó xấu. Cầu đi qua nè. Ở đây người ta làm những khung như này này. Kiểu như khung ảnh đó quý vị. Đó. Đi ra chỗ đó. Mọi khi là thấy cái thác đó nước nó chảy đẹp lắm mà hôm nay không thấy nước nữa. Không thấy nước nữa. Mọi khi là thấy nước ở đó nó chảy đẹp lắm. Hôm nay không thấy nước nữa. Đây, quay ra đây đi. Hôm nay khá là hoang vu. Đây là ngày thường vậy ha. Đấy, vừa xong Tết xong đấy. Vừa Tết xong rồi thấy vắng thế này rồi. Đây, cái hồ này là cái hồ cá nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay cũng chả thấy con cá nào. Đó. À, mọi khi là Phú
hay đi cái cục rồi nè, đi ra ngoài cái chỗ cái cây rồi đó, quay cho bị xem. Mà hôm nay nhìn cái hồ nhìn cái hồ nó kinh khủng quá, không dám ra luôn. Đấy, ra chỗ cái cây đó người ta làm hoa dạ. Đây, Phú đi qua bên này nha. Qua này là qua bến du thuyền đây nè quý vị. Bến du thuyền ở đây có quán cà phê. Đây, quán cà phê nè. Đây thì có vườn hoa. Vườn hoa này người ta gọi là hoa sao nhái. Cái cánh hoa thì nó đẹp lắm. Nè. À, này là đi ra bến du thuyền. Bến du thuyền đạp vịt. À các bạn. À mọi người đi ra đây này là ra bến du thuyền đạp vịt. Đây. Vịt đây. Thuê vịt đi đạp chung quanh hồ Long Ẩn các bạn ha. Hoặc là thuê thuyền đây này. Đó. Đạp vịt dành cho các cặp đôi. Đó, vòng vòng đây quay cho bạn coi nè. Ngày này thì không có gì đâu quý vị ơi, vắng lắm. Anh đợi em 2 phút. Vịt quá trời luôn. Đó. Bên kia người ta có làm cái tiểu cảnh hai con rồng đang phun nước kìa. Rồi cái van nước đang chạy kìa. Đó, vậy thôi. Đó, đây là cái hồ Long Ẩn quý vị. Hồ Long Ẩn rất là rộng. Đó. Bến du thuyền. Thế này mà thuê thì đi sao anh? Giá là sao? Thuyền này thì anh đi một dòng bánh hồ về, người ta chở anh đi là 300 ngàn một chuyến. 300 ngàn một chuyến? Vâng, đi yeah. Cái dòng bánh hồ. Vòng quanh hồ. Hồ nó 24 mẫu. Vâng. Mà đạp thiên Nga thì anh đạp một tiếng về là 100 ngàn. Anh vâng. Đạp một tiếng. Một tiếng. Còn cái này là 300 ngàn là anh chở đi hết cái hồ. Người ta chở mình đi khoảng 15 phút. Dạ. Yeah. Nếu mà mình mà thích mà đi để mà quay phim lấy cảnh này kia thì cứ túc tắc cái đạp thuyền Nga nó mình à. Tự do nó hay hơn. Nhưng mà thuyền này là bao nhiêu người thì mới chạy anh? Mà tầm này là anh bao chuyến là đi à. À. Ví dụ như đi đủ 7 người lớn mà kèm một em bé. Còn cái này là cứ một chuyến là 300 ngàn. Dạ, cứ 300 ngàn, 7 người như một người. Dạ, dạ, dạ. Ồ vậy thì nó dễ nhỉ? Dạ. Cứ bao chuyến vậy nó dễ. Ừ. Bao chuyến là đi. À. Đó, mà còn mà anh muốn đạp vịt đi cho tự do thì anh tự đạp. Dạ. Mà không có nữa thì có cái chuyến từ để chở anh đây thang bên qua bên kia ngắm cảnh gì bên kia đi lên núi chùi đi cảnh tùm lam đúng bên đó thì cái dạ. Đó là không có tốn tiền, không có tốn phí. Dạ. Ồ, Long Ẩn. Mấy hôm nay đông khách không anh? Tết cũng được anh, nói chung là khó với dịch thì vậy cũng được. Vâng. Nhưng mà mấy hôm nay sau Tết rồi có đông không? Không, sau Tết thì cứ lai rai thôi, à. Không có đông. Hôm nay vô thấy vắng quá, không thấy một bóng nào hết. Nó giờ này người ta đi làm nó chủ yếu. Đúng rồi. Mùa này là thứ 7 chùa nhất. Rồi lâu có những đoàn mà là đâu xa nó tổ chức đi tới thì được. Đúng rồi, cái này vắng lắm. Lai thì cái này mà đúng lý là ngày thường này chắc vé chỉ cỡ 5-70 thì được. Cái ngày thường này mà vô đây 100 ngàn, vé 100 ngàn đâu có thấy ai trong này đâu mà... Vắng quá thì vắng. Dạ, cảm ơn anh nha. Rồi, đi mỏi chân quá. Phú mời quý vị cùng xem một số hình ảnh từ trên cao. Phú quay bằng flycam nha. Thì đi vào trong Bù Long á, quý vị biết không? Cây nhiều lắm, bay flycam cũng rất là khó. Chỉ có đúng cái chỗ cái hồ này á, là có thể bay flycam được. Còn bay những cái chỗ khác vướng không à, không có bay nổi luôn. Thì ở chỗ này còn gọi là cái hồ Long Ẩn á, Phú quay cho quý vị xem. Đó, toàn cảnh nhìn nó cứ giống như là một cái vịnh Hạ Long thu nhỏ ở Biên Hòa. À, đi qua bên chỗ này là quý vị sẽ đi thẳng vào một cái chùa. Chùa gọi là chùa Bù Long quý vị. Chùa này Phú đã từng quay quý vị xem rồi.
đi phía trên sẽ có rất là nhiều ngôi chùa ở trên. Đó. Thì ngôi chùa này quý vị có thể đi từ khu lượt Bù Long đi qua luôn cũng được. Đó, trên đỉnh núi quý vị thấy không? Rất là nhiều chùa luôn. Rồi, cho quý vị coi chung quanh cái hồ Long Ẩn này. Thực ra thì nhìn từ trên cao xuống cái này thì quý vị cũng chả nhìn thấy được cái gì cả. Chúng ta chỉ có cái quang cảnh là cái hồ. Ở trong nó có nhiều cái giống như cái chòm đá. Chúng ta tạm gọi nó là những cái hòn đảo nhỏ đi. Đấy. Đấy, có nhiều cái chòm đá như vậy. Rồi. Hoa sen, hoa súng mọc chung quanh. Đó. Chỉ như thế thôi, cũng chả có gì. Đây, Phú sẽ bay lòng vòng ở trong cái hồ này cho quý vị coi. Cái bờ hồ này thì anh lái tàu anh nói là nó rộng tới 4 mẫu quý vị ha. Đó, ngay chỗ này người ta có làm cái gọi là bán đảo cái gì đó. Nhìn cũng khá là hay. Thường thường thì mọi năm á, người ta trang trí Tết đẹp lắm quý vị. Bởi vì là người ta có một cái sự chuẩn bị trước. Người ta làm từ xa luôn. Cho nên người ta làm rất là chu đáo và đẹp. Nhưng mà năm nay theo thông tin Phú biết được á, là khu lịch Bù Long cho phép hoạt động trở lại là vào cái ngày 15 tháng 1. Rất là sát ngày luôn. Cho nên đến ngày mùng 1 Tết mở cửa để cho du khách vào á, thì làm đâu kịp đâu. Cho nên người ta chỉ làm giống kiểu là đại đại cho nó có thôi quý vị. Bên phía bên này là những cái nhà nghỉ, khách sạn. Nếu mà quý vị vào đây chơi, có nhu cầu ở lại qua đêm hoặc là thuê phòng để nghỉ ngơi thì ghé qua bên này hả quý vị ha. Những cái khách sạn này khi mà chúng ta ở thì chúng ta sẽ có một cái view nhìn nó cũng khá là đẹp. Mà không biết ở trong đây thì có muỗi nhiều hay không. Đây, chỗ này là cái bến du thuyền này mà lúc nãy Phú đến đây. Đó, làm hai con rồng phun nước. Bên này thì làm một cái vòi bơm nước xuống. Nhìn cũng khá là hay. Đấy, bơm nước lên rồi nước nó sẽ dội lại cái vòi và tự chảy xuống luôn. Phía bên này là một cái vườn hoa khá là đẹp. Nhưng mà năm nay Phú nhìn người ta trang trí cũng ít lắm. Nó rất là thưa thớt thôi. Cũng như là từ hôm Tết giờ nó tàn hết rồi. Đấy. Cái này nó gọi là bán đảo Long Sơn quý vị nha. Đó, bán đảo Long Sơn Bù Long. Đi thẳng vô là chúng ta sẽ gặp cái núi đó. Người ta có tạc một bức tượng Phật ở trên đó. Nhìn rất là đẹp. Và cái núi đó chính là cái núi mà ở bên trên là có chùa Bù Long đó quý vị. Trang trí không có nhiều quý vị ha. Bến du thuyền đây. Làm những kiểu Sydney rất là đẹp. Đó, nhìn qua bên phía cây cầu Tim, cây cầu mà các bạn trẻ rất là thích khi mà vào khu lịch Bù Long chơi. Rồi, mời quý vị cùng đi đến những nơi khác nha quý vị ơi. Hello quý vị, Phú lại đi ngược trở lên cái khu vực chỗ cái con đường màu sắc. Và Phú sẽ đi qua bên phía bên này. Bên phía bên này thì chúng ta sẽ đi xuống một cái bến du tàu, du thuyền khác ở bên này. Ở dưới này thì có một cái cây cầu mà các bạn trẻ rất là thích, gọi là cây cầu Tim. Đấy. Đây là nhà hàng Du Long, nằm ở trong khu lịch Bù Long luôn. Quý vị có thể đặt tiệc cưới hỏi sinh nhật ở đây. Ok hết. Bây giờ Phú đi thẳng cái đường này xuống thì quý vị có thể thấy là Bù Long hôm nay vắng như cái chùa Bà Đanh. Cảnh vật rất là hoang sơ.
À, thì một số người trong này có nói Phú là do là khu vực Bửu Long mở cửa trễ quá, sát Tết quá, cho nên cũng không có trang trí dọn dẹp được nhiều. Có gì chơi đó thôi các vị. Mà từ hôm Tết giờ thì cũng tè le hết rồi. Đấy. Anh em này vào đây quý vị thấy là vắng hoe. Bây giờ Phú đi xuống cái chỗ này gọi là cái cầu tim đây. Đấy, chỗ này là rất là nhiều bạn trẻ thích xuống đây. Thì ngày lễ, ngày Tết ấy, ở đây người ta trang trí cây cầu cũng đẹp lắm. Ngày thường thì cũng chả có gì cả. Từ bên đây chúng ta cũng nhìn qua bờ hồ nơi lúc nãy Phú đứng. Còn đây thì chúng ta đi xuống cây cầu này. Thì ở trong đây nó là cái hồ đá mà, cho nên là đi đâu thấy hồ, ao hồ. Bây giờ là 9 giờ sáng, nắng muốn nổ tung đầu luôn quý vị. Đó. Phú sẽ đi một số cái điểm chính trong này thôi. Còn đi hết khu lịch Bửu Long này nó rộng lắm. Mà hôm nay cũng chả có cái gì đâu quý vị. Nói là vắng như chùa Bà Đăng vậy đó. Đây, đi qua cái cầu này gọi là cầu tim đây. Cầu tim quý vị. Người ta làm những cái đèn lồng hình trái tim này, treo lên cây này, hai bên bờ cầu. Cầu phao. Gọi là cầu tim. Đó. Bên phía bên kia người ta có làm một cái mô hình một chiếc thuyền. Thì người ta khi mà mở nước á, nó sẽ xòe ra hình cái chiếc thuyền. Nhưng mà bây giờ không có mở. Nói chung là hôm nay Phú vào trong này là rất là vắng và cảnh vật nó hoang vu lắm quý vị. Chả có ai trong này hết, vắng vẻ lắm. Đi quay quý vị xem thôi. Cứ tưởng là hôm nay đi vào Bửu Long thì chắc là vẫn còn đông người lắm. Tại vì hôm nay đúng lý ra thì mọi người đi làm rồi. Hôm nay là thứ tư mọi người đi làm. Nhưng mà có một số người thì thường người ta đi chơi trễ quý vị. Cho nên là người ta vẫn đi. Nhưng mà hôm nay vào đây thì vắng quá quý vị ơi. Chả có ai, có mình Phú à. Thật luôn, đi nãy giờ thấy có mình Phú à, chả thấy ai ấy. Vắng kinh. Đấy, bên này lại là một cái bến du thuyền bên này quý vị. Đó. Hai bến du thuyền để phục vụ hai bên. Người ta đỡ phải đi qua đi lại, đỡ mất thời gian. Bởi vì từ bên kia mà đi qua bên này, nếu mà đi đường bộ là xa lắm quý vị. Phú đi nãy giờ mà thở dốc luôn á. Đi đường thuyền này thì từ đây vòng qua bên kia thì gần lắm. Nhưng mà đi bộ thì xa cực kỳ. À, đây lại là một bến du thuyền đạp vịt. Rồi, đi qua khỏi cái cầu này rồi. Đây bến du thuyền này quý vị. Bến du thuyền này người ta làm trang trí cái kiểu là cái trống đồng. Đông khách không anh? Vắng quá, hôm nay không thấy ai vô. Ồ, năm nay không thấy trang trí gì đấy nhỉ anh nhỉ? Đây, đi qua bên này đi. Vắng lắm. Khu du lịch mà vắng như thế này thì ở bên phía bên kia thì có một cái ngọn núi nữa. Núi đó là người ta mới làm về sau này. Đây bên này là có một cái dạng một cái quán ăn nhỏ. Đấy, nhìn ra hồ Long Ẩn. YouTube anh ơi,
YouTube Biên Hòa City. Đây ra hồ Long Ẩn đây này quý vị. Hôm nay không có mở nước nữa. Cái thác ở đây là mỗi khi người ta mở nước á, nó chảy xuống ha. Trên đó ta mở nước nó chảy nước xuống, chảy xuống đây, đi qua cái đập này, nó chảy nước xuống đây. Hôm nay không mở nước, khô cong luôn, khô cong luôn. Đây, đi qua bên này, hồ Long Ẩn. Đây quý vị, hồ Long Ẩn. Hồ Long Ẩn là hồ có con rồng nó ẩn dưới đây. À, bên kia có núi đá. À, trang trí kiểu như Vịnh Hạ Long đó quý vị. Vắng lắm. Đây, những cái khung cảnh ngày Tết đây này. Người ta chỉ trang trí sơ sơ thế này thôi. Cảnh vật hoang sơ. À, bên đó là đi lên một cái ngọn núi nữa đó quý vị. Đấy, đi lên một cái ngọn núi nữa ở trên đó. Đấy, cứ leo lên ngọn núi đấy vậy thôi. Xong có một cái nhà dừng chân trên đấy. Khá là cao đó quý vị. Hồ sen, hồ súng đây. Rồi, Phú sẽ đi ngược lên đây đi. Vậy là hôm nay Phú đã mở hàng cho khu lịch Bủ Long rồi quý vị. Tại vì trong này không có ai. Đây, đi qua những cái cục đá này nha quý vị. Đấy, bước qua những cục đá này để đi qua đây. Đấy. À, ở đây cũng trang trí những cái tiểu cảnh như thế này. Mọi người vào đây chơi, chụp hình, lưu niệm. Đấy. Xe đạp, giỏ bông. Xích đu. Hồ này. Đấy, hổ. Xích lô. Quán ăn. Rồi, chúng ta đi đường này đi lên thôi quý vị ơi. Thế là hết. Nếu mà không vòng qua bên cái ngọn núi bên kia là hết nha quý vị. Bây giờ để đi vòng qua được ngọn núi đó, chúng ta sẽ đi một quãng đường khá là dài đấy. Không gần đâu. Tại vì mỗi một chỗ như vậy là nó cắt nhau một cái hồ rất là rộng. Thực sự quý vị là bây giờ cũng mệt lắm rồi. Hết sức để đi lên luôn rồi. Cho nên là tới đây Phú sẽ đi ra luôn. Đó. Cái tiểu cảnh ở đây thế này. Hồi trước bình thường cũng đẹp. À, từ hồi dịch đến giờ người ta không có trang trí lại các bạn. Nhìn nó chán lắm. Đó. Đấy, tiểu cảnh như thế này. Vào chụp hình. Đây được cái xích đu hoa này. Đó. Nhìn nó tươi tươi tí. Vắng quá. Đấy, tạo dòng suối chảy. Ô, đây giờ mới bắt gặp được có người vào đây chụp hình. Nấc thang lên thiên đường. Đấy. Người có béo không? Không.
Đi từ nãy giờ mới thấy có người. Vắng quá. Anh chụp cho hai chị em dùng ấy. Rồi đi lên em chụp cho. Rồi chụp này. 2 3 2 3 2 3 2 3. Rồi chụp nha. 2 3 2 3 2 3. Ok quý vị, Phú lại đi tiếp qua bên này thôi. Đi từ nãy giờ thì gặp được hai người vô đây đi chơi quý vị. Vắng hoe à. Đây bây giờ Phú sẽ đi đường này đi ra luôn. Vắng quá, chả có ai trong này cả. Đấy, thế là hết 100 ngàn nha quý vị. 100 ngàn và đây để tham quan. Bởi vì là Phú không có chơi các trò chơi. Và nếu mà mọi người mà chơi các trò chơi thì cũng ok. Tại vì người ta tính vé 100 ngàn là trừ hao vào những cái trò chơi. Chúng ta chơi trò chơi. Đó, rồi hồ bơi. Đấy, đủ thứ. Rồi, bây giờ Phú sẽ đi ra lấy xe đi về đây. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Đó, cho vị coi cái quang cảnh của khu lịch Bù Long năm 2022 sau khi bị đại dịch nó hoàn thành. Đấy, nó tan tác như vậy đấy quý vị. Rồi, xin chào quý vị, hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an trong năm mới quý vị nhé.